từ nước muối rất là hết luôn. Hôm qua chị Loan chuyển tiền. Em tính đâu là chị Loan biết mình qua nhiều. Ngày ngồi lần qua chắc khách được á. Qua chắc có cấu thơ nhỉ. Lãnh rồi. Hả? Mình lãnh đầu mà. Thì mình lãnh đầu đi. Dưới rồi nè. Bài mệt luôn này. Mụn chắc lưới. Mụn đấy như là lối chân lông nào cũng có nè. Đây hôm nay sao biết giờ nó ham chẳng hả? Giờ cũng không mãn. Không biết. Bé đó hôm qua này đúng sướng, giờ mềm á. Đa dữ quá thiệt. Số con bé mấy khi chị Thuận ở lồn hồi trưa đó. Con bé hình như còn nhỏ rồi phải không? Kêu cái chị đó là lồn con gì đó. Đặt lồn con ấy á. Bữa bà bé kia ba yêu cầu chị Loan, muốn có chị Loan, không có chị Thuận lồn bữa sáng sớm á. Thuận lồn có bắt là đau quá đau quá. Xong cái bác kêu cô Thuận rồi chị nạn còn đau hơn chị Loan đó đó. Cái bà Thuận quất lên kêu là dễ biết sao em yêu cầu chị Loan á, thì 10 giây mấy qua em đợi chị Loan nha, chứ chị Loan không có đi giờ này đâu. Đạp cái nó ngồi dậy nó đau quá đau quá. Nó đã như ông của Bali kìa. Cái toa ghê gì đợt ông em tên gì á, đợt ông ơi mà dễ hè, chị tưởng một bữa xa hủ để yêu cầu lại. Thường thường hủ như là bữa xa yêu cầu lại mà. Em tên gì á? Em tên Ri. Bữa xa ném rồi. Em tên Kali. Em tên Kali à? Còn bà bé em bữa chị Hòa hai nạn cho nó đó, sau này chị Hòa nghỉ. Nói chung là bữa nào chị Hà nghĩ là em lồn. Cái nó vừa mở cửa vô nó kêu có chị có Ly, em chạy mà bữa đó có Ly nghỉ. Cái sao mấy bữa kia hôm mới nay có Ly nghỉ đó em rồi. Mình nhìn ra mà mình cũng chẳng thấy nó luôn. Nhìn ra thấy hơi đứa nó đơn. Nó với thằng người yêu nó đứng biết ngoài đó. Đằng nào đã hỏi có chị Hòa không? Sao kia có chị Hòa, sao mới hỏi có Ly không? Sao nó đứng biết ngoài đó. Có chị Ly đó. Cái sàn cái nó suy nghĩ xong cái nó vô nó lồm. Nó vô cái em thấy nó em bật ngửa luôn kêu ủa với mình sau nãy kêu Kali. Cái nó kêu ủa chứ không phải chị tên Kali à. Kêu trời ơi lồm bô lô na mà kêu Kali. Chứ chắc bị lậu nhiều đó. Mà mấy đứa nó kỹ lắm. Hồi xưa không có chị Hòa là bọn nó chán chị Hòa mê. Chị Loan cũng không. Chị Hòa thôi. Thank you.
thằng con một bữa bữa nó quay lô tê kìa hả, quay 4 phút á, bữa quay đó, bữa quay video cho nó kêu bán cho nó đó. Bữa quay video gì luôn á, nó tiếng Anh luôn á. À hình đó hôm qua mình quen để ý cái lô tờ không, cái số máy để mình coi có lên view nhiều không. Cái cục nó hồng hồng vui lắm Lê. À, nó dính máu đó. Nhưng mà nó đẹp. Ừ, đẹp hơn cục lần trước, cục này nhiều hơn. Chị thấy là như nó đâu có số nào. Không hiện số ta à. Em nhìn chị kích, chị cua từng ngày từng ngày. Giá là chắc hay là hồ phán to hơn nữa hay. Dạ, hồi sáng có ở nhà hồi sáng. À, dạ, 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 bên điện. Bên điện xa lắm mà. Bên điện là gần bé My đó. Ừ. Từ chị xuống bên điện xa lắm. Ừ. Ủa là Hội On xa hơn là bên điện xa hơn? Hội On. Ừ, mấy người Hội On ra đây Hội Lò biết mà. Có người giới thiệu kìa. Mình lá sạch chỉ cần bao cây nặng đỡ. Ừ. Sợ nó chịu đau nổi không? Chứ mụn nên phải lấy sạch vô tư. Mụn tại vì dễ ra kìa. Mụn thì là lá chắc mụn. Lá mà nó sạch là sạch luôn rồi. Ừ. Chị thấy đau còn nữa không? Còn nhưng mà còn cũng ít thôi nha. Chắc phải đi hơi bên lần. Ừ. Thì mua với gái Quỳnh đó. Nè, nó mưa miết luôn á. Thì... Mà sao em thấy hình như nó lai là nó đám cửa nó kéo rèm lại, cái nó lai cái phía ngoài hướng ngoài cửa á. Ừ. Nhưng mà buổi tối mà... đâu có lai. Có, mấy nè nó lai tối. Ừ. Thường lai buổi trưa, buổi tối chị mưa không có lai. Mấy mấy hôm qua đi hòn kia. Về nhiều với Lai. Mình thấy nó xóa đồ. Nó xeo xeo á. Cái ôm lô Lai kìa. Ừ. Lai là ôm lô à, bởi thằng nó có gió rẻ. Bỏ tâm cực thằng cái. Giờ còn có thằng thóng lạnh nữa chứ má. Bữa bà đang có váy đem Facebook á, vô màu á kìa. Cái bà thả nút like. Cái em thả lại dấu hỏi chấm, cái ủa xô hỏi gió không trả lời mà bấm nút like. Xong cái bà trả lời lại bà kêu chưa về kịp, mà đang cái đó bà đen lên nè, ngày mơ hòn sẽ cập bến. Không về viên rap nữa là có không... viên rap nữa. Ừ. Không về luôn hòn nó không về. Bữa nay Trung Quốc cái gì đó. Cạc biên. À, Á Phao không về luôn kìa. Ừ. Năm nay đó thấy Á Phao gì đó. Hồi nó ui già không? Ui già bất lông. Ừ. Mũng khô. Ừ, tù. Nên nó 4 tuần, 3 tuần. Nên nó hơi tuần với chắc cũng 3 tuần đó Lan. Chị ở đây hơi cái sườn sốt nhân bé con. Lao chưa? Cái về trước Tết âm lịch á. Quỳnh luôn à? Không. Bán ở chị bán ở quê. Nhưng mà rồi nãy mới nói. Ừ. Bán đồ lắm mày. Còn toàn là bán đồ order mà. Order
nói cực lắm, khách đâu ý có ăn mua lắm. Họ đơ biết đâu là cái gì đó, họ lao quá, họ đấu ý. Cái rồi lái đang thật. Thì chỉ có mấy đứa tuổi trẻ mà nó có sự kiên nhẫn thôi, chứ mấy người lớn là đâu cần. Người lớn là có hồn có sáng thôi. Cô đi đúng trời mưa đây cực ha. Giờ sẽ biết rồi cô. Ừ, vô phòng.